Từ 22 tháng 5, bạn muốn hẹn hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần. Đây, chúng ta giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả, chào cô gái bên kia bức rèm. Em tên là Lê Bạch Hoàng, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Em đang sống và làm việc tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Em làm nghề gì? Em là nhân viên văn phòng. Công việc chính của em là điều độ vận tải. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Anh Quyền Linh cùng anh chơi bên cạnh ạ. Cùng quý vị khán giả, em tên là Nga, năm nay 25 tuổi. Quê em ở Thái Bình, em đang sinh sống và làm việc thành phố Hồ Chí Minh ạ. Là mình làm công việc gì? Em làm nhân viên văn phòng chị. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu về cái con đường tình trường. Mời bạn gái. Em trải qua hai mối tình ạ. Mối tình thứ nhất thì là thời học sinh cấp 3 ấy. Còn mối tình thứ hai thì cách đây khoảng 1 năm ạ. Lý do tại sao mình chia tay? Có thể cái anh đấy là hơi tiết kiệm quá rồi. Tức là keo kiệt đó hả? Dạ. Rồi gì nữa? Hơi gia trưởng anh. Gia trưởng mà keo kiệt. Bạn trai bên kia có keo kiệt với gia trưởng không cái này? Không chị ơi. Rồi bên kia hai mối tình, bên đây mấy mối tình? Dạ em cũng hai mối tình anh ạ. Hai mối tình luôn. Rồi bạn gái mình có ưu điểm khuyết điểm gì mình giới thiệu cho bạn trai nghe luôn. Dạ ưu điểm của em chắc vui vẻ hài hước, tính trẻ con ạ. Còn nhược điểm thì nấu ăn hơi dở chị. Rồi mình đặt ưu điểm khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em thì là dễ tính, dễ nuôi, dễ thích nghi cuộc sống, em sống khá tự lập, em có chút hài hước, biết nấu ăn và có thể làm công việc gia đình. Rồi giúp bạn bên kia được, bạn kia nấu ăn không ngon. Khuyết điểm thì tính em hơi trẻ con ạ. Rồi bên kia cũng trẻ con, đây trẻ con. Rồi thành cái nhà trẻ luôn. Mình có đặt ra tiêu chí tìm bạn trai làm người như thế nào không? Dạ ngoại tiêu hình. Chí ngoại hình thì cao một chút ạ. Một chút là bao nhiêu? Khoảng 1m7. Mà 1m7 mà kêu bằng một chút. Dưới 1m7 được không? Không, em thích cao cơ. Em thích như rút vào chui nách ấy. Hả? Dưới một chút được không em ơi? Dưới một chút thì cũng phải 6, 7, 6, 8 gì đấy. Không, em 6, 9 chắc là hợp đấy. Em thích gì em nói lại. Giống như được che chở chị. Mình chui vào. Chui vào nách à? Chui vào đó làm gì? Không khí nó không có khoáng đạn. Chui vào đó nó tình cảm chị ạ. Chui vào đó ổn không em? Ổn chị ạ. Nhưng mà em hơi bé, hơi nhỏ nhỏ con ạ. Cái chuyện nó không quan trọng mà cái không khí nó có ổn không? Em nghĩ là ổn đấy ạ. Ổn mà còn có suy nghĩ nữa ha. Bạn trai thì mình có đặt ra mẫu bạn gái lý tưởng của mình đi tìm như thế nào không? Dạ có chị ạ. Em thích một cô gái da trắng, người đầy đặn một chút xíu ạ. Thích có răng khểnh hay là má núng thì tốt quá. Về tính cách thì cô ấy vui vẻ, hài hước, có sở thích mặc váy. Có một chút hiện đại cũng như là một chút về truyền thống. Tại sao lại thích mặc váy? Tại con gái mặc váy thường nó dễ thương. Dễ mà không thích gì người phụ nữ? Em không thích người con gái ấy, mà dành thời gian cho chiếc điện thoại nó có nhiều ấy. Kiểu là cô gái ấy là sống ảo quá ấy. Là em sống không ảo. Dạ. Còn gì nữa không em? Em nghĩ vậy thôi ạ. Rồi. Mình cũng đặt ra nhiều tiêu chuẩn quá ha. Dạ chào chị ạ. Dạ chị chào bạn. Cảm ơn em. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao lâu nữa thì được nè? Em nghĩ từ 1 đến 2 năm. Tùy thuộc vào mức độ tình cảm của hai người tiến tới đâu. Lấy nhau thì mình định sống ở đâu, lập nghiệp ở đâu? Cái này thì phụ thuộc vào cả hai người. Nếu mà cô ấy thích về quê thì em đã có nhà, có đất. Cô ấy thích kinh doanh thì em sẽ tạo cho một cô ấy một cái cửa hàng để kinh doanh. Rồi. Còn nếu mà muốn ở Sài Gòn chẳng hạn thì em cùng cô ấy hùn lại mua một ngôi nhà nhỏ nhỏ dễ thương hai người cùng ở. Nhiều đó thôi, nghe vậy thấy mình có cái chí hướng ổn định, có kế hoạch là được rồi. Rồi. Có chuẩn bị nghe rồi ha. Dạ. Cái này được. Muốn về quê hay là muốn lập nghiệp trong Sài Gòn? Chắc em muốn lập nghiệp đây à. Chào em. Ôi chào anh. Là muốn về quê cũng được, ở trong đây cũng được. Dạ. Anh đã có định hướng sẵn hết trơn rồi. Nhưng mà sớm nhất là khoảng bao nhiêu anh có thể tiến tới được? Em chắc 1-2 năm nữa. Thích mấy đứa con? Chắc càng nhiều càng tốt anh. Hả? Cái này anh thích đó. Nổi không? Sao bạn trai? Em thích ạ. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ thôi nha. Dạ vâng. Được đấy. Anh thấy bên đây ổn không anh? Em ổn. Ổn ha. Hôm nay mình đi nhà gái mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ em đi cùng anh họ và bạn anh. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Cùng chào anh họ. Chào anh. Chào. Nói chung thì nhìn bạn thì cũng được. Tiêu chuẩn thì em gái thì chắc cũng tầm tầm vậy. Nói chung là ok. Tầm tầm mấy nhưng mà ok. Dạ, thì được rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì lời nhận xét ạ. Dạ. Rồi, bây giờ đi với ai? Dạ, em đi với em họ của em ạ. Mới bay từ Bắc vào ạ. Ồ. Rồi, chào em. Con chào chú Quyền Linh ạ. Con chào cô Cát Tường, chào tất cả
vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay ạ. Thì con xin được nói một chút về anh con ạ. Thì anh con là một người rất là hiền lành, thật thà, sống rất là tình cảm và có trách nhiệm. Chương trình sắp xếp cho hai người ngồi đây rồi thì con nghĩ là hai người cũng có một cái duyên. Thì con nghĩ không có lý do gì mà hai người bỏ lỡ cái cơ hội này để tìm hiểu nhau nhiều hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bây giờ mình kéo màn nha, để cho hai bạn gặp mặt, xem trái tim nó có biến thành màu đỏ hay không. Kéo màn. Bắt đầu. Dạ em chào anh. Anh chào em. Em rất đẹp. Anh rất thích được cười cho em. Anh quá khen. À, anh cũng muốn quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn. Mong em là thích nó. Dạ em cảm ơn. Em có điều gì muốn hỏi anh? Anh thấy phụ nữ mà đi làm nhiều quá, ít dành thời gian cho gia đình thì anh nghĩ sao ạ? Bây giờ phụ nữ rất là hiện đại. Dạ. Cái thời gian nó bận rộn quá nhiều nhưng mà họ vẫn có thể thời gian dành cho gia đình. Nên anh nghĩ là em cũng là một người hiện đại thì em sẽ tốt cái vấn đề đó. Dạ, dạ. Kế hoạch hẹn hò sắp tới sẽ là như thế nào? Em nghĩ là một tuần mình gặp 1-2 lần là hợp lý nhất. Lâu lâu khoảng 1 tháng hoặc là ngày lễ cái cuối tuần ấy, mình tổ chức đi chơi xa, Cần Giờ hoặc là Vũng Tàu, Phan Thiết này đó, rồi có thể là tới Đà Lạt chẳng hạn. Dạ, Đà Lạt em cũng thích ạ. Anh mong là có dịp cùng em tới Đà Lạt. Dạ, dạ. Rồi. Anh có keo kiệt không? Em... À, anh không keo kiệt không? Em không keo kiệt đâu chị ạ. Nãy tao mời đi chơi tùm lum hết trơn mà keo kiệt gì? Mời đi chơi thôi chứ chưa nói ai trả tiền mà. Ai đàn ông để phụ nữ trả tiền đúng không em trai? Vấn đề này thường phần lớn là do con trai tự trả tiền. Nhưng mà những cái khoản mà lớn có ấy, nghĩ là con gái nên phụ một phần thì là nó sẽ hợp lý hơn. Ví dụ như cái gì là lớn quá? Như là mình tổ chức đi xa thì mình ở nhà nghỉ khá lâu. Thì nên hai người phụ nhau chút. Gì cụ thể luôn đi. Bởi vì mình không tính, không thích cái tính keo kiệt. Ví dụ dần hai người muốn hai phòng là giá 1 triệu đi. Dạ. Thì sao? Hùng sao? Có lẽ em 70 hoặc 80 gì đó. Cô ấy có thì cô hùn mà không thì em cả cũng được. Ok. Này được, duyệt. Có keo kiệt không em? Dạ. Vậy là có keo kiệt không? Dạ, cũng chưa biết anh. Đó, rồi anh này chứng minh cho em thấy đó. Em nói đại cho bụng em đang nghĩ gì em nói đại đi coi em nói chị nói đi, sao đâu. Vậy có keo kiệt lắm không? Chắc không, không. Tại mới gặp anh, cũng chưa thể cảm nhận hết được. Bây giờ mình tỏ tình đi em. Mình phải tỏ tình sao cho nó lãng mạn, mình thể hiện cái cảm xúc. Bây giờ mình mới gặp cô gái này mình thấy như thế nào? Anh không biết là em suy nghĩ như thế nào. Nhưng mà anh chưa chắc là anh là người tuyệt vời. Nhưng anh chắc chắn mình là người khá là tốt. Về trách nhiệm, tôn trọng gia đình, công việc là anh có thể đáp ứng được hết. Rất hay. Đấy, em phải cảm nhận những cái gì mà nãy giờ em suy nghĩ về anh ấy ha. Cảm nhận rất là thật. Và hiện giờ cái cảm xúc em ra sao? Em thì cảm nhận anh ấy cũng hiền lành, thật thà, cũng dễ chịu. Nhưng mà một phần thì em cũng hơi ngại là quê cũng không được gần nhau lắm ấy. Cuộc sống bây giờ thì em thấy rằng cái đường đi nó cũng dễ lắm. Máy bay có thì tất cả nhiều, rất nhiều phương tiện để đi. Vấn đề chúng ta có đủ yêu thương, đủ rung động hay không thôi. Thôi, các bạn sẽ suy nghĩ. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây gì là giờ phút cũng rất đã là nói quan trọng như hết rồi. Anh ấy rất là chân tình, rất thích em ngay từ lúc cái nhìn đầu tiên. Và anh thấy rằng cái kế hoạch của anh ấy rất là trọn vẹn, rõ ràng. Quan trọng là trái tim em có rung động hay không thôi. Bấm nút là trao nhau một cái duyên nha. Bấm nút không phải làm bạn. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Em gái em suy nghĩ điều gì vậy? Dạ, có thể là trái tim em chưa thực sự rung động anh. Cái này thì anh nên đồng ý. Nên để anh nhường cho một bạn khác. Có cái này anh đồng ý nhưng mà nếu mà nói xa quê thì anh không đồng ý. Không phải. Dạ. Bạn trai thiếu một chút xíu nữa thôi.
bạn trai rất là đầy đủ mọi thứ, nhưng có lẽ cái cách mình diễn đạt á nó chưa có nó được khô, nó quá. Đúng rồi, tại vì phụ nữ mà người ta thấy như hồi nãy chị chờ đợi em, chị nghĩ cái này là cái suy nghĩ riêng của chị thôi nha. À, có thể bạn gái đầu tiên là ưng bụng em đó, nhưng mà khi em nói cái đoạn mà chia tiền đó, là cái chỗ đó em nói nó hơi bị nó không làm bạn gái cảm thấy rồi quá. Đúng rồi, tại vì cái chuyện đi du lịch chung mà ngủ khách sạn mà chia tiền thì chị thấy thật sự nếu chị phụ nữ chị nghe tới đó chị cũng nhột nữa. Anh cũng bảo vệ bạn trai không, cái này nè. Ví dụ như em nói mai mốt mình có những kế hoạch chung làm ăn hay là mua nhà mua cửa để tiến tới hôn nhân, xe cộ con cái gì cái đó mình mọi ai cũng có lương mình xe. Cái tâm bạn cái kế hoạch của bạn rất tốt, rất đúng. Nhưng mà cái câu đó ở ngày đầu tiên gặp gỡ mà nói thì phụ nữ người ta hay bị nhạy cảm. Nhưng mà nó cũng rạch ròi ngay từ lúc đầu nó... Bởi vì hai người cũng còn đi làm, chưa có một cái cơ ngơi cho nó hoành tráng lắm. Hay là lúc đi thì... Phải thì chưa đủ tiền để chơi gần thôi. Chứ đi chơi mà còn ngủ khách sạn chia tiền là chia làm sao. Cũng phải bạn gái phải hỗ trợ chút xíu. Không, cái này bình thường đó mà. Không có gì đâu. Trời đã yêu nhau. Nói bạn rạch ròi thế thôi, chứ tôi tin chắc rằng thì đó, khi đi ra lên đó do cái cách nói bạn thôi, không để bạn gái hùng 200 mình 800 đâu. Thì bởi vậy còn hỏi ông còn nói rạch ròi chia 73 nữa chứ trời ơi. Thôi không sao, nhưng mà đó là vẫn là quyết định và tôn trọng cái quyết định của hai bạn. Và vẫn hy vọng rằng là hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình đang còn đâu đó, hoặc là những người đang tham gia chương trình, đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ bấm chọn hai bạn, hai bạn và liên hệ với hai bạn. Chúc hai bạn sớm tìm thấy hạnh phúc. Dạ vâng, dạ, em cảm ơn anh chị. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn: bộ ráp và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Dạ vâng, chương trình ạ. Chúc hai bạn sớm tìm được nửa yêu thương của mình nha. Dạ vâng, cảm ơn anh. Em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Em thích con trai cơ bắp ạ. Bên đây không có cơ mà có bắp. Như vậy là cũng một chút tiếc nuối cho cặp đôi vừa rồi, nhưng mà đó là sự lựa chọn của họ và mình tôn trọng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mang, mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Em chào chị Cát Tường. Chào chú Huyền Linh. Cùng chào thể các bạn. Rồi, ngồi đi bạn. Em chào anh Huyền Linh, với lại chào chị Cát Tường ạ. À, chào bạn nữ kế bên. Wow, một chàng trai rất là năng động. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Kiều. Hôm nay em 29 tuổi. Em làm thiết kế trang sức ở quận Nhất. Em quê ở Đắk Lắk. Rồi, mời bạn nam giới thiệu. Em tên là Long, hiện tại hôm nay em 29 tuổi. Em đến từ thành phố Nha Trang. Thì công việc hôm nay của em đang là giám sát kinh doanh, sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn bằng tuổi nhau ha, 29 tuổi. 29 tuổi thì mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi em, Kiều? Dạ, cũng vài mối tình rồi chị. Nhưng mà thường thì không có kéo dài được lâu ạ. Đó là tình trường của bạn gái đó, còn bạn trai thì sao? Em có trải qua một mối tình, kéo dài cũng được 2 năm. Và giờ nó cũng chia tay đây, chắc cũng khoảng 3 năm rồi. Thôi, chúng ta bỏ qua chuyện đó. Bây giờ mình sẽ tìm một mối tình đi đến một cái kết thúc của hậu nào. Thì quan điểm của em thì bây giờ cần một bạn nữ có thể hiểu được về vấn đề cuộc sống, về những về công việc của mình. Còn về ngoại hình thì em thích bạn nữ thì còn mẫm mỉm tí. Mẫm mỉm hả? Dạ. Rồi gì nữa? Năng động, trẻ trung. Rồi anh chưa học bác có thể. Cũng phải nói nhiều được tí. Một người nói, người ngồi nghe không có buồn lắm. Đó, người một người nói người nghe cũng buồn, em nói chuyện với ảnh đi. Dạ nói nhiều lắm, nhưng nói mà đi. Em không có mụn miệng, em năng động thì có, mềm lắm anh. Sao anh, cái đó anh nuôi lên được em. Rồi em gái yêu cầu thế nào, bạn trai thế nào thì nói luôn đi, cho bạn nghe luôn. Dạ em thích con trai cơ bắp ạ. Hả? Cơ bắp hả? Bên đây không có cơ mà có bắp. Dán thể thao á, tại em năng động lắm, thích chơi thể thao. Mà hả quen mà bạn không chơi cứ mình em chơi buồn. Em chơi thể thao môn gì? Hình như môn nào em cũng chơi á chị. Vậy hả? Nhưng mà thường thì em đá cầu với lại đánh cầu lông nhiều nhất. Bơi thì thỉnh thoảng thôi. Bạn trai có chơi môn thể thao nào không? Dạ em nói chung là đa năng, thường là chơi đá banh. Vậy sao em chơi với anh được? Không, anh có nhiều thể thao, em chơi được hết, bóng vàng, cầu lông, đá cầu, tất cả mọi thứ. Nói chung là anh đa năng rồi. Mà hồi đó anh chơi rất là nhiều. Dạ bộ bữa nào đá cầu với em nha. Ok anh, hồi lâu quên cô ok. Rồi, có điều gì mình không thích ở người bạn trai không?
Dạ không thích con trai hút thuốc ạ. Trai có hút thuốc không? Dạ không chị ơi. Được rồi, còn gì nữa không em? Anh có thích đi phượt không anh? Anh cũng thích lắm mà tại vì chưa cơ hội để đi nhiều, tại vì đi một mình nó chán. Ủa vậy hả? Em tối nay em có đi nè, chạy bộ đi với em luôn. Được, tới luôn em ơi. Được, nhưng mà rút kinh nghiệm tiền bạc sao? Thoải mái anh ơi. Thoải mái là sao? 73 hay là... Nữa, thoải mái, hồi chia tiền nữa nha. Mày nói gì trước, vụ này đi vụ này nãy hơi căng á. Cái này dễ chị ơi, cái cuộc thì em cũng có kinh nghiệm rồi nhiều lắm. Không, bây giờ đi chung phải hùng rồi, nhưng bây giờ đi hai người đó. Thì trong xe nói chung là về vấn đề đó thì cũng không có vấn đề gì anh ơi. Thì dù nếu mình xác định đi thì có thể hôm nay mình lo, lúc không có thì bạn lo. Thì nói chung là em không có quan tâm vấn đề đó. Với coi ông kia có khỏe hay không nữa. Chơi đá banh thể thao gì mà vấn đề có khỏe hay không khỏe, đúng không em? Dạ, không khỏe không chịu đâu, nổi đâu. Trời ơi, bự như há rồi đâu mà biết có khỏe hay không mà. Bự chưa chắc đã khỏe hình như. Leo núi, leo núi nổi không? Dạ dư chị ơi. Mình có tật xấu gì không? Nói chung của em là dễ bị dụ. Dụ làm gì? Giống như đi nhậu nhẹt rồi đó. Thì nói chung tại vì tính em rất là rủ rê. Dạ. Ôi dụ, tưởng đâu là dụ mình bị gạt, bị lừa cái gì. Thôi bây giờ kế hoạch hôn nhân nè, bao lâu tiến tới hôn nhân được? Dạ từ khoảng 1 đến 2 năm. Nghĩa là hiện tại nếu em tính thì có thể em lập nghiệp ở Sài Gòn trước, sau này nếu ổn định một thời gian á thì có thể em về quê. À rồi, để chị hỏi thử coi. Rồi hôm qua anh hỏi cô gái bên kia coi những vấn đề nãy giờ. Chào em. Nãy giờ anh đưa ra những cái vấn đề đó thì em thấy ổn không? Dạ, nếu mà bạn lập nghiệp ở đây thì chắc ok. Còn nếu mà về quê thì chắc bạn phải nuôi em. Tại vì công việc của em thì ngành thiết kế trang sức thì nó hơi bị kén chọn vùng miền một cái. Tại vì nó ở Sài Gòn thì nó phát triển nhất rồi. Đúng rồi. Không là nó phải ra Hà Nội. Nếu như hai bên đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ thì em nghĩ cũng phải 1-2 năm. Rồi vậy là giống ý bên kia ha. Dạ. Thấy hai người có thể hợp nhãn chút xíu rồi đó. Em có ý định là mở cái tiệm gọi là sản xuất về đồ ăn? Đồ trang sức à? Dạ cái tại vì em làm bên vàng bạc, nếu mà cái đó phải có nguồn kinh tế mạnh thì mới làm, còn không thì mình có thể chuyển qua những cái đồ handmade mà tuổi teen hay sử dụng á. Bây giờ cái đó cái xu hướng cũng tốt mà, nhưng mà vốn mạnh là mạnh khoảng nhiêu thì mở được, em nói thử anh đề nghị anh này. Dạ phải tiền tỷ à. Ý hả? Dạ nếu mà tính vàng thì cũng phải tiền tỷ trở lên. Đúng rồi, tiệm vàng tiệm mà mấy cái đồ mà tuổi tin á thì khoảng nhiêu? Dạ, em không có nghĩ ra, ý là cũng ít thôi, cũng 30 triệu thôi chứ không. 30 triệu hả? Vậy cái này trước đi. Cái này dạ. Trước xong rồi tiếp đi. Cái trang trước sức sao nha. Dạ nói chung là bạn có kế hoạch, có chí hướng làm ăn thì đúng rất rồi. Là tốt. Mình gặp người thân cứ góp ý sao nha. Em đi với ai? Dạ em đi với những đồng nghiệp cũ của em ạ. Đồng nghiệp cũ? Dạ 500 anh em của em. Trời sao ơi. Còn sót lại có 3 bạn à? Rồi chào các bạn, chào 500 anh em của bạn trai. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Nói chung là em cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, nhưng mà bạn ấy thì cũng rất hiền, lành tính, cũng biết lo cho mọi người. Còn bạn gái ở đây thì ba bạn em thì thấy rất là ok rồi. Còn phụ thuộc vào ý của hai bạn ấy rồi. Rồi cảm ơn bạn. Mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn cùng công ty ạ. Cũng bạn cùng công ty luôn ha. Dạ. Rồi chào bạn. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em là Hàng Ly, em cùng công ty với lại Kiều. Thì em thấy là Kiều là một người nấu ăn rất giỏi, khéo tay. Em thấy anh bên này thì cũng được, cũng hợp tính với Kiều ạ. Nên là hai bạn cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn các bạn. Quan trọng là bản thân hai bạn thôi ha, khi kéo màn lên mình có cảm xúc gì với nhau hay không. Còn bạn trai nghe, chuẩn bị tinh thần kéo màn lên là hát hò nhảy múa, nghe nói bạn nhiều tài lắm. Kéo màn lên. Rồi hai bạn. Rồi mình tặng lại. Cảm ơn. Nó banh nó chạy kiểu gì mà ông mập vậy trời. Em cảm ơn quà tặng anh. Đồ handmade hả anh? Mở ra coi người ta làm bằng tay rồi đẹp không? Có đẹp thì đầu tư cho người ta mở tiệm đi. Ủa? Đẹp các bạn cho tôi. Cho tôi mượn đây bạn. Ồ, bạn làm cái này đó hả? Dạ. Mình có cái thiếu rất tốt rồi. Thôi bây giờ đầu tiên bạn trai nhảy popping giới thiệu cho chào sân cái coi. Không có nhạc sao không nhảy hả? Có nhạc luôn. Trời lo gì. Ba tổ chức chuẩn bị nhạc tháng 2 rồi. Anh nhảy đi em cũng ủng hộ.
Em vỗ tay nhiệt tình. Lớn nhạc lên. Dữ chưa? Trời mập mà dẻo quá. Wow. Sân ấn tượng hơn em gái. Được không em? Dạ. Thích. Thích. Mắc cỡ quá. Thôi bây giờ hai bạn bắt đầu chúng ta tính thời gian nói chuyện nhau nha. Ừ, thì em có gì muốn nói anh không? Dạ. Thì hãy ưu tiên nói trước là em anh thở tí. Em nghĩ là anh chắc phải huấn luyện anh vài khóa leo núi với em cho có cơ bắp. Không, tại hồi trước anh cũng có tập tạ. Dạ. Nhưng mà tại vì cái này công việc nó tập lộn nó phù lên vậy. Tại vì những cái gì em chơi là phải anh phải chơi thích... được đúng không? Đúng rồi, phải thích nó hơi mạo hiểm chút. Ví dụ như độc hành lượn đèo chẳng hạn. Nếu mà anh có cơ hội anh nên đi Tây Bắc một lần, xong rồi anh tự thuê xe anh lượn vòng đèo rất là phê. Chưa thử không biết, nói chung anh cũng tò mò. Dạ, bữa nay em dắt anh đi. Ok, dắt đi chơi để nó xỉu. Dạ đúng rồi, để em hô hấp nhân tạo. Mình hãy nói một phút những cái suy nghĩ thật trong lòng mình từ nãy giờ, cảm nhận anh ấy như thế nào bạn? Bạn tốt, về sức khỏe thì đi phường với em nhiều chút xíu nữa cho nó cơ bắp lên. Còn về chuyện sau này thì em nghĩ là hẹn hò hay gì đó rồi mình có thể mình thấy có sự giao hòa hợp với nhau hay không rồi mới tính tiếp được ạ. Dạ. Cho nhau một cơ hội. Dạ, đã là vậy. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta bấm nút theo sự rung động của con tim, không vì bất cứ điều gì cả các bạn nha. Bấm nút là chấp nhận tìm hiểu nhau và yêu nhau để tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Một, hai, ba. Chàng trai dễ thương mà cô gái cũng dễ thương, cũng vui tính nữa. Hai bạn tôi thấy rằng là một cặp cũng hài hước, cũng rất là hiện đại đấy. Nắm tay nhau thử xem nào. Hô hấp nhân tạo đi, ai xỉu ai hô. Hãy hôn nhau lần đầu tiên gặp mặt các bạn. Thế hơi kỳ kỳ. Em với người giả bộ nhắm mắt đi nha. Được. Dễ thương mà rất dễ thương đấy. Hy vọng rằng cái sự dễ thương nó sẽ phát triển và một ngày nào đó các bạn sẽ gửi thiệp mời chúng tôi. Còn bây giờ tôi gửi thiệp cho các bạn trước. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Và đây là một chiếc thẻ thanh toán quốc tế JCB đến từ Nhật Bản trị giá 1 triệu đồng gửi tặng hai bạn, có thể mua sắm trong lúc đi xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tặng hai bạn bộ wrap và bao gối cao cấp Lotus nhập khẩu từ Thái Lan. Bằng bạn về làm kỷ niệm cái bóp của cô ấy đi. Nắm tay nhau thật chặt. Nào, hãy dắt nhau đi đi. Ông Vân và Quỳ Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản, được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tài trợ của nhà hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ ngay và liền cặp đôi đầu tiên. Max Hair cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng.
Cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á, thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Có đánh người không em ơi? Bạn kia bạn họ có đánh người không chị? Không, dạ không đâu anh. Anh trai không mấy mối tình rồi. Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Để hết cũng được. Để em đến. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Xin mời nhà gái. Bây giờ thì bạn trai, bạn hãy giới thiệu lớn về mình cho bên nhà gái cùng nghe nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào em. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Em chào bạn nữ, em chào khán giả trên trường quay. Em tên là Nguyễn Hồng Ân, năm nay em 37 tuổi. Em đang ở quận 3. Hồng Ân làm gì? Dạ, em đang là kinh doanh tự do. Em có mở một cái pet shop là bán đồ cho thú cưng. Và em có một đầu tư một vài nơi. Rồi, chúc mừng luôn. Quê Hồng Ân ở đâu? Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ, mời nhà gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn Nam và chào toàn bộ quý vị khán giả ở đây ạ. Em tên là Cao Thị Diễm Hương. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giám đốc sàn của một công ty bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh. Em sinh ra tại Bến Tre và hiện tại đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh cho nhà gái biết khuyết điểm, ưu điểm của em đi. Ưu điểm của em là em nấu ăn cũng ăn được, có chí cầu tiến. Em không uống bia, em vẫn nhậu với về công việc cũng nhậu đều đúng không? Vẫn uống nhưng mà em không có thường xuyên và em không hút thuốc ạ. Dạ, nhược điểm của em thì em hơi nóng tính, dễ tin người. Rồi. Ưu điểm của em là có tài ăn nói và có khiếu kinh doanh. Ngoại hình cũng dễ nhìn một xíu. Còn nhược điểm thì tính của em hơi nóng, cái cá tính mình khá là mạnh. Nóng nhất của em là cỡ nào? Nói chung thì trong cuộc sống này thì nó có nhiều cái việc xảy ra đó. Thì nóng nhất là cái thời điểm mà đôi khi mình trong công việc á chị, mình stress nặng á. Thì đôi khi hai người cãi nhau thì có thể mà hơi to tiếng một xíu. Hơi to tiếng thôi đúng dạ, không? Dạ. Em trai có mấy mối tình rồi? Anh hỏi chính thức hay không chính thức? Vậy hết dạ, cũng được. Chính thức thì em đâu đó chắc cỡ 4-5 mối tình. Còn không chính thức khoảng nhiêu? Để em đếm. Chắc là chắc nhiều lắm á. Vậy thì cái mối tình chính thức nó dài nhất là bao lâu? Dài nhất của em là 2 năm ạ. Ngắn nhất là nhiêu? Dạ, ngắn nhất là 6 tháng. Vậy thì em rút một kinh nghiệm, em thiếu sót điều gì trong tình yêu? Cái vấn đề chính của em khi mà em trải qua nhiều mối tình thì em mới nhận ra một điều là do cái đối tượng mà em quen á, em yêu sai cách. Có nghĩa là em sẽ dành thời gian cho họ rất là nhiều và em đầu tư rất nhiều về tất tần tật mọi thứ, nhưng mà ngược lại thì em lại không nhận điều đó. Còn có một mối tình thì là em bị người ta cắm sừng. Nói chung là cũng đang long đong lận đận về đường tình duyên đúng không? Ngày hôm nay em ngồi đây á là do là em cảm thấy là những cái gì vừa qua là mình đã chơi đủ rồi và em muốn xác định lại một cái gì đó cho nó nghiêm túc và lâu dài. Còn một cái lý do nữa đó là về phía mặt mẹ của em. Sao mẹ sao? Tại vì mẹ em bị bệnh á. Tại vì em biết là cái khắc khoải của mẹ em khi mà em ở cái tuổi này rồi mà em chưa có ổn định. Em thương mẹ em lắm. Rồi thôi bây giờ để mình nghe cái chuyện tình yêu của bạn gái bên đây đi ha. Dạ. Em trải qua 4 mối tình chính thức, đa phần là kéo dài là từ 3 cho đến 5 năm. Trời ơi. Lấy hết cả tuổi xuân của em rồi còn. 20 năm yêu đương đó hả? Tại sao lại chia tay? Chia tay cũng nhiều lý do, là cũng có thể là do tìm hiểu cũng quá nhiều rồi thì cũng ra được nhiều cái điểm mà nó không phù hợp với nhau. Tính cách thì đôi khi em đòi hỏi hơi cao. Là bạn phải đủ trưởng thành, đủ chững chạc. Ok. Em cho chị biết cái cụ thể là cái mong muốn của em về cái người bạn
trai của em như thế nào? Thực ra cũng không cần quá đẹp trai, thì ít nhất cũng phải có một chiều cao từ 1m7 trở lên. Ngoại hình ưa nhìn một xíu. Còn nếu mà xét về tính cách thì em mong muốn tìm được một người đủ bản lĩnh, đủ trưởng thành và chững chạc. Hơi hơi phải khéo léo, tỉ mỉ một xíu. Còn về tài chính thì sao? Về tài chính thì thật ra thì chỉ cần công việc ổn định là được chị. Tại vì bản thân em có thể làm ra tài chính. Em độc lập về tài chính được. Đúng rồi, em độc lập về tài chính. Em cũng không quá khắt khe về bạn nam phải giàu có hay như thế này kia. Hai người cùng xây dựng nó sẽ tốt hơn là một người. Dạ đúng rồi. Bạn trai, mẫu hình lý tưởng của em như thế nào? Cao ráo, xinh một chút, biết quan tâm, chăm sóc, biết chia sẻ, dành thời gian, biết phân bổ giữa công việc và gia đình. Vừa rồi á, thì em thấy cái đòi hỏi của bạn nữ như vậy thì em thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, chắc được khoảng, về ngoại hình chắc em được khoảng 60% thôi. Về tính tình thì em nghĩ là em có thể đạt được khoảng trên 80%. Ok, dạ. Rồi vậy là yên tâm rồi. Cho mình xem mắt gà gái. Dạ, đây chào anh Huỳnh Linh. Rồi, chào em. Dễ thương ha, xinh xắn ha. Giỏi giang nữa. Giỏi nữa. Giám đốc sàn của một cái công ty giao dịch. Mua được bất động sản bán được không em? Thật ra trong dịch bệnh thì chuyên môn của em là chuyên về nghỉ dưỡng. Thì dịch càng dịch thì nghỉ dưỡng là bán càng tốt. À dạ. Dạ. Tí em mời anh chị xuống resort của em luôn ha. Rồi. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Trước hết thì em không thích đàn ông gia trưởng. Độc đoán, em cũng không thích hút thuốc. Còn em không thích phụ nữ điều gì? Em không thích phụ nữ hay nói đi nói lại một vấn đề. Không được đâu em. Không thích cũng phải thích thôi. Không thích cũng phải thích thôi. Người có kinh nghiệm có khác anh. Ừ, anh là kinh nghiệm rồi, thấy ai cũng vậy. Hỏi ký người thân đi. Ừ đó, em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ và em trai ạ. Xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và quý khán giả trong trường quay ạ. Tôi là mẹ của Diễm Hương. Tôi là người ở Bến Tre thì được hai đứa con. Thì con Diễm Hương là con gái trưởng. Còn đây là con gái ở con trai kế. Xét qua thì thấy bạn trai bề ngoài thì tôi cũng chịu, cũng đồng ý. Còn bên trong thì thật sự để muốn cho hai con nó tìm hiểu với nhau, chứ còn nhìn cái bên trong thì tôi không có đánh giá được. Thấy bạn trai nó có cái nhu cầu là muốn con gái của mình nó dành thời gian để lo cho gia đình, thì cái này tôi cũng xin thưa. Thì con tôi là cái công việc nó đã giới thiệu nó rồi đó, công việc rất là bận rộn và áp lực, nên đôi khi không có thời gian để nó dành công việc về cho gia đình. Thì lúc đó mình sẽ sợ là bên nhà trai họ có cái nhu cầu nó không được thỏa mãn thì mình cũng sợ. Linh đính chính cho nhà trai chút xíu. Nên nhà trai nó là cân bằng giữa gia đình với công việc thôi. Nói là nói chứ cũng tới chừng có gia đình rồi thì cũng biết lúc nào bán đất, bán nhà, lúc nào coi gia đình. Không lo điều đó ha. Nói chung là nghề bất động sản ai cũng hiểu, nhiều khi đêm không ngủ, ngày quên ăn luôn đó. Lúc bán được thì nó nhịn ăn cũng vui nữa mà. Mẹ yên tâm đi mẹ, con gái mẹ bạn. Cũng lo lắng thôi. Em đi với ai? Dạ, em đi với mẹ em với lại là... À, bên đây có mẹ nữa. Xin kính chào hai MC, hoạt bát vui vẻ. Tôi là mẹ của cháu Hồng Ân. Cháu Ân vừa rồi thì nó cũng nói về cái bản thân nó thì là đúng là thật sự như vậy. Quen rất nhiều, nhưng mà không có đi đến đâu hết. Nó không có theo được như ý mình. Tại vì cái tuổi trẻ bây giờ nó theo ý tụi nó. Nhưng mà được cái là... cháu quen là cũng đâu ra đó đàng hoàng, khi chia tay cũng rất êm đẹp. Với tôi thì tôi chỉ yêu cầu là cái xinh xắn, cái tài giỏi, cái ấy ai cũng cần. Nhưng với tôi cái đó là phần phụ thôi. Tôi chỉ cần một cái người mà thật sự yêu thương nhau, đến với nhau, đem hạnh phúc đến cho nhau là quý rồi. Cô chỉ cần như vậy thôi. Rồi, biết lễ phép, biết trên, biết dưới. Đó, bà mẹ nào cũng cần như vậy thôi. Ok. Mở rào đi ông ơi. Trời ơi, mở rào. Trời ơi. Là em có món quà gửi anh. Cứ bình tĩnh nào, mở quà ra nào. Rồi anh mở trước đi. Đây là hai quyển sách mà em tâm đắc nhất. Là quyển Đắc Nhân Tâm và quyển Quản Lo Âu Đi và Sống Vui. Dạ, một cái túi sách rất là dễ thương ạ. Em còn một cái món quà nữa là về tinh thần. Em đợi xíu ha. Dạ. Mình chơi một tí trò chơi cho nó thư giãn. Vậy đi. Dạ. Cho cuộc sống nó vui vẻ cưng. Dạ rồi. Đây là cái tiết mục mà anh chưa có diễn với ai bao giờ.
Ok, bây giờ thì em sẽ nói anh dừng chỗ nào, anh sẽ dừng chỗ đó. Ha. Rồi, ok, dừng. Rồi dừng rồi đúng không? Thì anh sẽ lấy cái lá này là lá của em đã chọn. Ok. Ha, em rút ra đi. Rồi em sẽ cho ở dưới xem và không cho anh xem, có thể cho hai MC xem. Sau khi xem xong, em hãy xé nó ra làm 4. Tại vì anh hay ăn gian lắm, lỡ như anh nhìn qua anh thấy, hiểu không? Anh Quyền Linh xem, anh Quyền Linh thấy chưa ạ? Thấy rồi. Thấy rồi, dạ rồi. Anh xé phải cầm nó lắm đó. Rồi. Được rồi. Em lấy một mảnh ở đó, em đốt giùm anh và em bỏ cái cho đó vào cái ly. Rồi. Rồi, vậy được rồi em ạ. Mấy cái mà em có coi mấy phim trinh sát á, thì người ta sẽ lưu lại trong cái lòng mắt khi mà người ta coi là cái nạn nhân á, cho anh nhìn em chút. Thật ra là em nhìn cho vậy thôi chứ, để ngắm người ta lâu hơn chút nha. Ok, anh sẽ tìm ra cái con đó là con gì. Con đó có phải là con ách cơ không ạ? Đúng rồi, nó vỗ tay đi ạ. Để kết thúc thì anh sẽ hát cho em nghe một đoạn ha. Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chung bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó, tình mãi theo anh, theo mãi đến hôm nay, ân tình vẫn đồng đầy. Và mai sau nữa, yêu người càng đắm say, có ai hơn tình em? Một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi đó. Vậy cái cô gái nhiều mối tình là đúng rồi. Thiệt á. Mai chỉ anh học cái này coi nha. Rụng rời á. Anh ơi, cho em hỏi một câu nha. Em có thể kiểm tra kiểm tra được cái bộ bài đó là bao nhiêu con không? À ok em. Kiểm tra đúng rồi ạ. Không phải kiểm, nên không, kiểm tra. Nên kiểm tra. Cái này dễ ha. Nên kiểm tra. Thật sự là nguyên bộ bài chỉnh chu nha quý khán giả. Anh sẽ nói một xíu là tại vì về cái công việc của em á, anh cũng rất là hiểu, do là cái mối quan hệ của anh cũng có nhiều bạn làm trong bất động sản. Anh sợ em chê anh thôi chứ anh không chê em. Dạ. Thật ra thì em cũng chia sẻ một xíu về em ha. Đôi khi công việc áp lực thì dĩ nhiên là trong cuộc sống mình sẽ có một vài lần cãi nhau, đó là chắc chắn rồi. Tuy nhiên trong cái lần cãi nhau đó là có đủ cảm thông cho nhau và hiểu cho nhau hay không, chia sẻ, cái điều đó mới là quan trọng. Chứ là việc không thể nào tránh được cái việc cãi nhau rồi. Và khi tham gia chương trình này thì có mẹ và có các em trai đến đây nữa, thì em thật sự rất nghiêm túc. Rất nghiêm túc và rất mong muốn tìm được một nửa kia để mà cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời của mình. Em là người có thể dung hòa được tất cả mọi thứ. Trong công việc, trong tình cảm và trong những cái mối quan hệ khác em đều dung hòa được. Quan trọng là giống như là một cái câu rất là nổi tiếng trên mạng á, là tôi sẽ đi ra Hà Nội nhưng miễn sao tôi có lý do á. Có nghĩa là khi mình đã có gia đình rồi thì chúng ta nên biết được là cái đích đến của chúng ta là gì. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Câu của em vừa nói nó đã giải đáp cho anh được cái câu là anh tìm được người biết cân bằng. Thực ra đối với em việc cân bằng nó không khó. Đó. Thì thật sự không có phải là không có người phụ nữ nào không biết đâu, mà người ta muốn hay không thôi. Muốn hay không thôi, đúng rồi. Hồi nãy em nói là Cường Bằng Nam cao trên 1m7, anh không được 1m7 đâu. Nhưng mà anh sẽ có những cái anh bù lại được. Ngoài cái chiều cao ha, đó là nghĩa đen. Rồi em cần một cái chiều cao về nghĩa bóng. Nghĩa bóng chúng ta sẽ bấm nút thì em biết được nghĩa bóng sẽ đâu. Rồi. Đã đến lúc chúng ta quyết định xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Hãy sẵn sàng. Sau 3 tiếng đếm. Rồi. Chuẩn bị nè. 1 2 3 Trời ơi, dạ. Đồng điệu dễ sợ luôn. Đồng ý hẹn hò, hãy nắm tay nhau. Xin phép nắm tay. Làm thủ tục đầu tiên là mình hôn vào má bạn gái coi nào. Chào con xin phép. Con xin phép em. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu.
kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc tất cả mọi điều tốt đẹp nhất. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi tất cả nơi nào chúng ta muốn. Mời dạ, các bạn. Em xin phép anh chị, em cảm ơn anh chị. Đây. Đó là những gì mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Còn bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi thứ hai. Tình dạ, duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. À. Lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Ơi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng, là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, tôi cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Dạ. Okay. Bây giờ mình giới thiệu về mình chút xíu đi cưng. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hồng Hoa, năm nay 31 tuổi. Dạ. Con đang làm cái gì ạ? Dạ, con làm kế toán. Vậy hả? Con làm ở đâu, quận mấy? Dạ, con làm ở quận 10 cô. Quê con ở Tiền Giang, Ngộn Đông. Tiền Giang là đồng hương với ông đó. Đúng Linh. Rồi, em trai giới thiệu cho bên nhà gái nha. Dạ, em chào anh Quyền Linh, em chào chị Hồng Vân. Chào em. Và cả trường quay. Dạ, em tên là Nguyễn Quế Thành, năm nay em 32 tuổi. Nghề nghiệp của em cũng là kế toán. Kế toán luôn? Dạ. Hai này về tính toán giỏi lắm rồi. Em làm ở ngay chỗ quận nhất. Quê em ở đâu? Dạ, em người Sài Gòn. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em hả? Thì em có thể nấu ăn. Nếu mà so về mặt về công việc á, thì em hết nghìn môi trường mới. Về mối quan hệ bên ngoài á, thì em có thể giao tiếp được tới tất cả mọi thành phần của xã hội. Và nói thẳng ra là tùy cơ ứng biến vào cái đối tượng mình giao tiếp á. Còn điểm yếu là có thể là cái giọng của em á, nó nói chuyện có thể không được như người thường. Nó hơi bị gọi là không rõ ràng. Và khi mà em mà vô một cái tình trạng mà em nóng tính quá, nó nhanh quá, em thì nói nhanh, không ai nghe rõ. Dạ đúng rồi. Đó là do cái bẩm sinh của mình thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng mà anh nghe rất là rõ. Đúng, tôi chị nghe cũng rất là đúng rõ rồi. Nha em. Chừng nào nó nóng lên nó nói không nghe không rõ. Tôi cũng vậy Linh, một khi cái cơn điên tôi lên là tôi bị cà lâm á Linh. Đúng rồi. Ừ. Mỗi lần Vân la lên Linh nghe không được gì hết. Thôi xạo quá, cuộc đời tôi la ông lần nào. Mời nhà gái. Dạ, điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, trung thủy, độc lập. Dạ, điểm yếu là ít nói. Rồi bây giờ hỏi nè, tình dạ, duyên của Cưng sao nè? Nếu mà tính là được một mối tình là chính thức, dạ khoảng 8 năm ạ. Wow, 8 năm, lý do gì chia tay vậy? Quen lâu rồi, xong hiểu nhau quá rồi nên mỗi người một... Trời ơi, quen nhau lâu quá, hiểu nhau quá chia tay. Cái đó cũng hay á, thường thường có mấy mối tình 9-10 năm đó cũng dễ chia tay lắm á Vân. Wow. Vậy bạn trai nhớ quen rồi, cứ sớm sớm nha, đừng quen 7-8 năm nha. Dạ. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 2 mối tình rồi. 2 mối rồi. Dạ, một mối tình đầu tiên là khoảng 6 tháng. À. Là hồi cấp 3. Rồi. Còn mối tình thứ hai là 7 năm. Trời ơi, cũng yêu 7 năm luôn. Dạ. Trường kỳ ha. Okay. Trong giai đoạn quen nhau á thì bạn nữ có đi công dạng mà hợp tác lao động nước ngoài á. À. Rồi thì sau khi về á thì giống như hai định hướng của hai người không có còn chung hướng nữa. Em bây giờ một mẫu hình lý tưởng thế nào không trai? Đối với em á, bạn nữ chỉ cần ưa nhìn, cách nói chuyện á, hòa đồng với mọi người. Nên đối với em là được rồi. Em không quan tâm về vấn đề cao hay thấp nữa. Đúng rồi. Tại vì mình sống là chỉ là về cái tâm mình trước. Nhiều khi cao quá về cái ngưỡng nhà cũng vậy. Chứ là còn hiểu nhau. Đâu quay mặt đây tôi ngó coi sao. Bộ con gái cao đẹp mà. Ừ, nhiều khi cũng tùy cao, cũng đẹp vậy. Cũng tùy. Em không đòi hỏi luôn. Dạ không. Ừ, chỉ cần mặt ưa nhìn thôi. Ưa nhìn là được. Ừ. Tại vì bản thân mình á, mình cũng ưa nhìn, muốn người khác cũng ưa nhìn thôi. Ừ. Tự nhận mình ưa nhìn luôn. Dạ. Đúng không? Ừ. Coi bên nhà gái tôi coi sao nha. Đáp ứng mình thì sao nè? Dạ, em thì bạn trai cũng ưa nhìn. Với cái tính em cần là trung thủy, đừng có lăng nhăng quá. 7 năm yêu một mối tình là biết trung thủy rồi. Em không thích đàn ông hút thuốc. Có hút thuốc không vậy cưng? Dạ, em không hút thuốc, giờ chỉ ăn chích đi chị. Gì? Chích. Trời ơi, nói thiệt là người ta tin đó nghe. Không, em nghĩ là không hút thuốc thôi. Ừ. Chứ còn chích thì nghe là hiểu là giỡn rồi. À, ừ, đúng rồi. Nhưng mà nhiều khi bên đây người ta nai lắm, người ta tin đó. Không, chích thì cũng có chích, lâu lâu cũng chích lần chứ. Có chích ngừa thì có, đúng không? Ừ. Bạn này hơi hề hước đó. Dạ. Bạn này bạn không quan tâm đến chiều cao luôn. Em lùng 1m45 cũng ok luôn.
Vậy còn mình thì sao? Mình có mong người ta cao không? Dạ cao hơn em thì cũng tốt. Nhưng nhiều mà... cao nhiêu nè? Em nhiêu nè? Dạ em 1m62. 1m62, vậy là bạn kia phải 1m65 đổ lên ha. Dạ. Dưới sức. Chào em gái. Dạ chào chú. Dễ cưng không? Dễ cưng ha. Hai người đã trao đổi nhau, thấy hai người này hiền nè. Mình hỏi phụ huynh. Đúng rồi. Coi các quý vị phụ huynh với gia đình nó coi suy nghĩ gì. Em gái thì với ai? Dạ đi với cháu ạ. Thôi rồi cháu như xưa. Hai em chào anh Nguyễn Linh, chào cô Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Em là cháu của dì Hoa. Cháu thấy sao cháu? Em thấy bên anh bên đây cũng hiền, trầm tính mà tính tình lại vui vẻ. Vui vẻ dễ thương á. Em thấy thì cũng được. Thì nếu được thì cho nhau cơ hội tìm hiểu. Cảm ơn cháu. Đây, dạ, hôm nay em đi chung với mẹ và bạn thân của em. Xin chào chị Hồng Vân với anh Nguyễn Linh. Theo nhận xét thì thấy cháu Hoa này dễ thương. Quá dễ thương luôn. Thì nói chung như bây giờ là do hai đứa thôi, chứ mình không ý kiến được hết á. Nhưng mà mẹ nhìn là mẹ muốn bấm không? Anh ý. Để coi hai nhỏ này nói chuyện sao nha. Mình mở rào coi. Mở rào. Hai kế toán này đó. Gặp nhau chỉ tính tiền không? Hai đứa cùng kế toán luôn thiệt chứ. Không biết đứa nào tính mà tính kỹ hơn đứa nào luôn. Nè, sẵn sàng. Tiến lên. Mình nhận bông trước rồi mình trao quà sau nha. Dạ. Rồi, luôn. Rồi đứng lên nào. Dạ. À, anh có một bó hoa á. Dạ. Anh cần tặng em. Cảm ơn anh ạ. Và một cái chậu xinh rồng. Dạ. Anh cũng có món quà tặng anh. Rồi anh cảm ơn em. Anh cảm ơn em món quà này ha. Thì lý do vì sao mà bữa nay anh tặng cho em hai món bó bông và cái xương rồng á. Dạ. Là nó đều có ý nghĩa của nó. Dạ. Thì trong cái bó bông của anh tặng em 14 bông á, nó thể hiện cho sự kiêu ngạo. Thì anh muốn em trong cuộc sống lúc mà phải kiêu ngạo. Chậu xương rồng á thì nó cũng liên quan sự gọi là cứng cáp, gọi là chịu thương chịu khó. Là anh muốn em về cùng anh. Dạ. Thì để chủ động hơn cho anh hỏi là cái công việc kế toán á, là mình dạ. cũng là cùng làm với nhau, mình cũng hiểu về cái nghề của nhau rồi. Thì có những lúc á, là chắc chắn là cái thời gian mình dành cho gia đình á, nó dạ. sẽ bị hạn chế vào những kỳ cuối tháng. Thì anh nghĩ là cả hai sẽ cách trung hòa được với nhau. Dạ. Nói chung mà dừng em anh có hiện cảm rồi. Nói chung anh rất thích con gái được tóc dài. Dạ. Rất thích đó. Chị chắc chắn là em nói đúng, là bởi vì chị thấy em bắt đầu nói khó nghe rồi đó. Thực sự khi nào bạn này cái gì là bắt đầu nói chuyện khó nghe là chị biết cái cảm xúc của em với bạn gái này là có. Đang hồi hộp. Đúng không? Hồi hộp. Đó. Em đúng. Em thấy ảnh sao nè? Dạ, em thấy thì ảnh cũng lanh, giống như bù trừ cho em. Rồi em có thích không? Em có thích cái lanh đó của ảnh không? Dạ có. Ừ. Lanh hay không là không phải, là mình cứ cách nhìn xét thôi. Có thể những cái lúc đó, trong cái cuộc sống á, cái cách giao tiếp của mình sẽ khác. Dạ. Mình sẽ ứng hơn hơn. Rồi còn về việc mà em ít nói á, thì cái đó là anh không có gọi là sâu được bù trừ á. Có thể anh sẽ nói rất là nhiều thì em ít nói. Yeah. Thì nó muốn có bù trừ lại được với nhau. Chứ hai đứa mà nói nhiều quá thì không ai nghe ai hết. Anh có gia trưởng không? Ờ đúng rồi, anh có gia trưởng không? Hiện tại thì không. Theo hiện cái tại chủ nghĩa cả gọi là xã hội. Nhưng mà tương lai có không? Cũng không luôn. Theo anh á, thì là cái tiền bạc chi tiêu á là anh có thể đưa em giữ em. Nếu hơn. Mà em giữ như vậy á thì hàng tháng anh có kêu em liệt kê ra những cái khoản chi tiêu không? Cái đó là gọi gia trưởng rồi. Có cần quá đơn đỏ không? Tại vì anh nói là hiện tại là anh không có gia trưởng, nhưng mà em hỏi là tương lai có hay không. Cái đó là không em. Dạ. Anh có thể khẳng định như vậy. Dạ. Vậy anh thấy em như thế nào? Thì hồi nãy nói giờ mà em là anh cảm thấy là rất là vừa lòng. Dạ. Ưng ý. Rồi. Vậy còn về em thì em mong muốn cái khoảng thời gian nào mà có thể cả hai cùng về chung một nhà. Dạ, khoảng từ một năm trở lại cũng được. Vậy cũng ý tưởng. 9 đến 9 tháng đến 1 năm. Rồi là trong năm nay á. Đúng rồi đó. Em về chung nhà với anh thì có làm dâu hay không? Quan điểm của nhà anh là không có gọi là chỉ làm dâu. Anh vẫn có thể qua nhà em ở vẫn được. Anh không quan tâm vấn đề đó. Nhà em ở dưới quê là không qua trên đây. Nếu mà ở dưới quê thì hai đứa về quê lập nghiệp luôn. Nhưng mà em không thích về quê. Thì mình ở trên đấy. Anh nói anh sẽ đi theo em được cũng được mà. Dạ. Trời, thằng trai vợ gì cũng chịu hết trơn á. Bây giờ là choáng rồi, tôi nói choáng rồi. Để dạ. cái món quà xuống, tới nắm tay em gái, hát bài tặng em gái đi. Nắm hai tay bạn gái. À, thì bây giờ là nói thẳng ra là anh thì không có nắm thuộc, hai tay. Không có thuộc lại. À, này cô bé có mái tóc đuôi gà, đạp xe trên phố, phố đông người qua,
Chờ anh với, nếu có lỡ ai cười. Cười, quên lời cười. Lần đầu tiên bạn gặp em á, là em thấy em là người ưa nhìn rồi. Dạ. Với lại cũng những cái tiêu chí mà anh mong muốn á, thì anh thấy dường như là hồi tuổi chỗ của em. Thì không biết cảm nhận em như thế nào, nhưng mà anh muốn là mình có một cơ hội với nhau. Hồi nãy anh nói nhiều tuổi em cũng chưa nghe luôn. Anh 32. Dạ, vậy lớn em tuổi. Đúng rồi. Rồi còn em cảm nhận như thế nào vậy anh? Không biết nói sao. Chúng ta hãy làm theo sự mách bảo của con tim. 1, 2, 3, nhanh gọn lẹ. Có bấm không nè? Dạ. Em không bấm mà. Tại vì em không cảm động. Trời ơi. Sao nè, sao nè, nói nghe coi nè. Sao vậy em gái? Tại vì con tim em chưa có rung động. Một chàng trai rất là dễ thương. Thật sự nha, tiếc quá. Tất cả mọi thứ đều suôn sẻ cả. Chỉ có đến cuối cùng chúng ta mới bất ngờ. Cái đó không sao. Không sao. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139 hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Mong là hai đứa sẽ tìm được một nửa của mình nha. Mọi người đi con đường riêng của mình. Cảm ơn chương trình ạ. Đời đúng là đôi khi nó không như mình nghĩ nha. Bất ngờ ha. Bất ngờ. Mình chỉ tiếc là hai bạn quá hợp lý với nhau thôi. Thôi, như vậy là người ta đã kết thúc ngày hẹn hò hôm nay. Ngày hẹn hò và coi như là 50-50 ha. Ôi, một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Mắc He là sản phẩm số 1 về điều trị rụng tóc và kích thích mọc tóc nhanh do người tiêu dùng bình chọn năm 2018. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netlove. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người. Từ nhỏ tới lớn là con chưa có yêu ai hết trơn. Con nghĩ chắc người ta chê con không có xinh lắm, sao không có ai. Em rất là khó tính. Thì em rất là đề cao cái sự đúng giờ. Đúng giờ đến mức là gọi là cực đoan luôn. Thì em làm giám đốc công ty phân phối cho một nhãn hàng chăm sóc ô tô. Em đã đi hôn cách đây 10 năm rồi anh. Em được một cháu gái năm nay 14 tuổi ở với em. Và một cháu trai 12 tuổi đang ở với ba. Đã có gia đình và ly hôn rồi chị. Thật sự bây giờ em mong muốn là có một người đàn ông trưởng thành. Vợ chồng là luôn lắng nghe, nhẹ nhàng nhưng mà vẫn có sự ấm áp ở trên đó. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cho kéo màn lên bấm nút đi. Linh anh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Dạ anh Linh cho em
1 phút em giới thiệu. Cho bạn 2 phút luôn. Em họ Võ, tên Phong, tên chọn gói là Võ Nguyên Phong. Phong tuổi con rồng, nhà Phong ở gần đồng bằng sông Cửu Long. Ba má là người nông, sở thích là đá bóng, ước mơ là phi công, từng thi vào Học viện Hàng không. Lời giới thiệu đã xong, xin cho một tràng pháo tay cổ động. Có chuẩn bị. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em cũng có 1 phút giới thiệu. Chào chị Cát Tường và chào chú MC bên đó, chú Quyền Linh ạ. Bảo tố đã nổi lên. Chào con. Con có gì nói tiếp đi con. Con tên là Phan Thị Thanh Thuận, năm nay 26 tuổi. Công việc hiện tại của con là con đang cho vay nhẹ lãi. Làm gì? Con cho vay nhẹ lãi chú ơi, chú có cần vay không? Dạ. Có lãi ít á, trời ơi, tưởng đâu vay nặng lãi giật mình. Dạ, con đang làm việc tại ngân hàng, ngân hàng Sài Gòn Hà Nội. Bên đây là bạn tên là Phong, nhà đồng bằng sông Cửu Long, ha, kế bờ sông. Dáng đi hơi cong cong, lúc rồi lông bông, đôi khi cũng té sông, nhưng bây giờ thì ở không, hết. Con không thích cong chú ơi. Cái dáng đi cong cong. À, giống dáng cong á, đứng cái dáng này nè. Cong ha. Anh là nhiêu tuổi rồi? Em 28. Anh tưởng đâu em còn trẻ. Thật sự là anh nghĩ khoảng 21-22 thôi. Anh kia nghe trẻ. Cảm ơn anh Linh. Trẻ mà. Còn trẻ, em không thích trai đẹp, chồng xấu dễ xài. Được rồi. Em là hướng dẫn viên du lịch. Em thì tính tình em hiền. Hiền. Hiền vui vẻ. Em muốn tìm bạn gái của em cũng hiền, cao từ 1m6 trở lên, cá tính, năng động. Rồi không thích gì cho người ta nói luôn. Không thích là con gái dữ dằn quá, rồi ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt. Gì vậy, gì vậy? Sao? Nói anh gì lè lẹt từ lưa vậy? Không thích ăn mặc lè lẹt, nhộm tóc lè lẹt, lưỡi lè dài. Ra mắt mới gì con gái người ta làm đẹp mà không thích là sao? Dạ, nhộm tóc em cũng vẫn đồng ý, nhưng mà nhộm những cái màu mà nó phù hợp, nó có tối như màu nâu và hạt dẻ chẳng hạn. Thôi trời ơi, giỡn có màu giỡn, mốc lai đi về, màu đi về. Vàng khè như màu xanh lè. Có nhộm bên đây giỡn đi về, không có dở màng gì hết á. Trời ơi, bên đây hung dữ lắm. Cao 1m4, ngồi trên ghế sofa chân không đạp đất luôn. Thôi nói gì đi, người ta đang nói với em đó. Tại vì em mất tiêu rồi. Đi về kìa, nói gì nói đi. Em chơi lè lẹt vậy đó. Dạ, để em thuyết phục một bài thơ vui do tự em sáng tác. Rồi. Dạ. Thuyết phục nha, để người ta đi về đó. Dạ. Ta đi về rồi, thơ tặng tôi nè. Dạ. Ta đi xuống tặng rồi. Tặng Tường luôn. Rồi tặng đi. Trai độc thân chưa một lần có vợ, tìm bạn đời để trao đổi văn thơ. Nếu hợp nhãn thì tiến tới hỏng chờ. Xin thành thật đừng làm tôi đau khổ. Bởi tối qua nghe mẹ già than thở, từng tuổi này mà chưa có con dâu. Lỡ mai đây khi gói mỏi bạc đầu, không cháu nội thì tuổi già quạnh quẻ. Thấy mẹ buồn lòng anh đau như xé, nên quyết lòng đi kiếm vợ mau mau. Liều thân trai giữa chốn vàng thao, 12 bến nước trong nhờ đục chạy. Anh giỡn thôi mà em đừng ái ngại, anh đây ga lăng tử tế đàng hoàng. Thuở xa xưa cũng có lúc đi quan, giờ tu tỉnh ăn chay và tìm vợ. Mô Phật. Hay. Được, bắt tay cái được. Kêu trở lại, kêu trở lại. Được. Em ơi, khoan đi, lên. Về lên đi. Về lên. Còn cái trò gì nữa không? Kêu gì nữa không? Làm em, luôn. Em hát được. Rồi chơi luôn. Dân miền Tây hát cải lương. Ok anh luôn. Chiếu Cà Mau nhóm màu tươi thắm, công tôi cực lắm mưa nắng dãi dầu. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp. Hò tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Vô ghe chiếu Cà Mau đã cắm sào trên bờ kênh ngã bảy, sao cô gái năm xưa đâu chẳng thấy ra chào. Được, em ra chào. Sao, nãy giờ nghe thơ với nghe hát cái nào ấn tượng hơn? Cái nào cũng ấn tượng hết. Mới ve số lùi lại nè. Ve số lùi lại. Từ nãy giờ về mất tiêu rồi. Nghe cái bài thơ ảnh nãy em có cảm xúc như thế nào? Hay hay bạo đúng. Em giới thiệu về bản thân mình một chút, mình có bao nhiêu mối tình rồi?
đợi bạn phiên kia, nếu mà bạn phiên kia đồng ý thì sẽ vô danh sách là thất tình của em, mới tình thứ ba. Có chịu vô danh sách là thất tình của cổ không? Dạ chịu. Em là có 3 mối tình chính thức và 3 mối tình mờ ám. Mờ ám là sao? Thôi cái chính thức bỏ qua, chị khai thác cái mờ ám. Xưa gì tôi mới nghe vụ mối tình mờ ám. Con kể dạ. Chú nghe mối tình mờ ám là sao con? Chú bình tĩnh. Dạ, mối tình mờ ám là em quen nhưng mà em không có công khai. Mình cũng chưa biết là như thế nào nữa. Và cái mờ ám là coi như trong bóng tối. Dạ. Đúng không? Trong lúc quen mối tình kia thì có một tình là mờ ám hả con hả? Dạ không, khoảng cách nó cách biệt chứ nó không có... Không có chung đúng không? Bây giờ mỗi lúc là dù chính hay dù mờ gì cũng có một người thôi, dạ, phải không? Đúng. Như vậy không phải là gọi là mờ ám, chú tưởng đâu là con đang quen người này công khai cái con có mối tình nào mờ ám phía sau. Cái đó nó khác, thấy không? Mình đừng nói vậy người ta nghi ngờ mình không tốt. Còn chú hỏi con bên đây. À vậy là bên đó cũng kêu bằng chú hả? Đúng rồi, hai đứa kêu bằng con hết đi. Con có bao nhiêu mối tình rồi? Con thì học cấp 1 á, con có một mối tình. Học cấp 2 con có mối tình. Cấp 3 con có một mối tình. Lên cao đẳng con có một mối tình. Mà toàn là đơn phương thôi. Còn mối tình mà không có đơn phương có không? Dạ cũng có. Một duy nhất, quen khoảng 3 năm. Con cũng thương người đó lắm. Thương nhiều không? Thương nhiều lắm. Bây giờ còn thương không? Bây giờ còn. Hả? Còn sao đi kiếm người khác? Chính thức nó là chia tay rồi. Thì con ở không cũng được 3-4 năm rồi. Ở không vậy đó ha. Có quậy quẹt gì ở ai không? Cũng có nhiều cám dỗ lắm. Nhưng cũng ráng giữ mình. Mình cám dỗ người ta, người ta cám dỗ mình. Người ta cám dỗ mình. Có không đó? Dạ có, có. Còn mình có đi ghẹo ai không? Có cưa ai không? Còn cũng có cưa. Mà không được hả? Theo tình chạy. Chạy đường tình theo. Dạ. Bên đây thì sao? Mình mong muốn tìm một người bạn trai là người như thế nào? Không đẹp trai. Đầu không có hói. Bụng không có bự. Trong bóp có 5.000, đưa em 4.000 được rồi. Em không lấy nhiều đâu. Em cũng lấy hơn số đó đâu. Chị qua kiểm tra lại coi rồi hồi nãy coi rồi. Có hối không? Không. Không hối về được. Hối là tôi hối nè. Có bụng bự. Không. Đủ tiêu chuẩn em hết á. Vậy thôi cho kéo màn lên bấm nút vậy. Linh anh chưa duyệt sao cho kéo màn được em. Hôm nay mình đi tới đây có ai ủng hộ mình không? Dạ có chị họ. Rồi chào em. Dạ chào chị. Em thấy bạn bển sao? Ấn tượng không? Cũng ấn tượng, cũng tiến tới được đã thuận. Ấn tượng chỗ nào? Dạ em đó thì nhìn hiền à. Nhưng mà chị thấy giống như là không có hợp với bên đây lắm. Dạ không, em thấy hợp mà. Rồi, cảm ơn em. Bên kia, bạn có đi với người thân không? Dạ có chị, em đi với hai thằng em trai. Một thằng em ruột và một thằng em chú bác ruột. Hai thằng em trai đâu? Hai người em trai đâu? Hai người em trai. Dạ em là em chú bác ruột với anh Phong. Chú bác gì? Chú bác ruột. À. Em thấy tóc của chị bị cháy nắng. Ngoài điểm đó ra thì cũng thấy là phù hợp với ông anh của em. Bá tóc tai quỷ gì có gì đâu. Dạ giờ mới nhậm lại cũng được. Hợp nha. Nói anh không hợp anh la đáng chịu á. Để hôm qua anh coi cô này sao mà cô xéo sắc tôi dữ vậy. Quýt hà. Quýt hà. Sao con? Dạ. Sao mà nhuộm tóc vàng khè vậy con? Không, con đi làm, đi ra ngoài đường nhiều bị cháy nắng. À vậy à. Khổ lắm chua. Khổ hả? Khổ có chịu về đồng bằng sông Cửu Long không? Về làm dâu miền Tây cũng được. Cưới liền được không? Ây da, căng ạ. À. Ủa sao căng? Con dự định là 28 tuổi mới kết hôn. Dạ. Vậy mình chuẩn bị rục rịch là vừa rồi. À, để hỏi bên đây chịu, bên đây muốn cưới liền á. 2 năm nữa mới kêu cưới. Đi dữ lòng chịu luôn. Dạ, hợp anh. Em dự định là 30 em cưới vợ. Rồi vậy là hợp rồi ha. Nào chuẩn bị kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Trước khi trò chuyện thì mình có một món quà, một món hoa tặng bạn. Bất ngờ không bạn nữ? Dạ bất ngờ quá. Bạn này nhìn trẻo. Bạn đang làm nhân viên ngân hàng. Khâu đòi nợ đó. Mình... Bạn đang ở quận mấy? Mình đang ở quận 9. Kêu anh em đi, người ta lớn hơn mình 2 tuổi lắm mà. Tưởng đích đúng không? Quá mà. Nhà bạn có mấy anh chị em? Anh em cứ coi. Không thôi tôi ve số ve à. Nhà em có mấy anh chị em? Nhà em có một chị với một em trai. Là 3 người cũng giống mình. Mình 3 anh em trai không à? Anh giống anh. Giống anh, giống anh. Anh còn mẹ già và 2 người em thơ dại. Trước khi đi á, mẹ anh dặn là con lên tìm người đó phải nói chung là hiền. Hai đứa thương nhau là được. Mẹ anh dễ lắm, chỉ có nhiêu thôi. Mình cưới á, thì mình có thể về sống với mẹ một thời gian. Rồi thằng em Út anh á, nó học ra trường, nó có vợ xong á, thì mình sẽ ra riêng. Mình nhường cái
bổn phận này là cho em Út. Như thế là riêng mình sống. À, gì vậy, gì vậy, gì vậy? Lo ba mẹ cho em hả mày? Đúng rồi, thứ Út khôn nhà Út chịu rồi mình đi đúng rồi. Dạ, chị Tường nói đúng. Con cái thì sao? Anh thích có từ 1 tới 2 con thôi. Con nào thì cũng là con mình, con nào mình cũng nuôi dạy hết. Nhưng mà trong sâu thẳm tâm hồn của anh á, tâm cảm của anh á, thì anh vẫn thích con trai hơn. Anh nói thật, anh nói thẳng thắn lắm. Con trai miền Tây thật thà chất phát, có sao nó vậy người ơi. Rủ giờ thí dụ nó đẻ hai đứa con gái không rồi, em tính thì sao? Hai đứa con gái thì ngừng, không đẻ nữa. Chắc không? Chắc. Cảm nhận gì bạn ấy thế nào? Nhìn thẳng vô mắt cháu nhìn anh chi vậy? Ý nhìn chú gì con? Em cảm nhận gì anh sao? Anh rất là hiền, hài hước. Khoái không, khoái không? Thích thật. Hồi nãy tôi nghe cô nói rõ ràng ràng cô không thích người trẻ đúng không? Không, em nói là không thích đẹp trai. Vậy là anh không đẹp trai, anh xấu à? Không, em đâu nói anh xấu đâu. Vậy là anh... Anh đẹp thôi. Anh đẹp, anh, em thích không? Ý là anh nói anh đẹp thôi, anh không có trai đó. Thôi nói tình cảm đi, bây giờ sao? Tình cảm nói câu gì ngọt ngào, yêu đương, lãng mạn ơi. Bóng dáng ai đẹp xinh, cho lòng anh đầy chìm đắm. Với áo dài tung tăng, em bước đi lòng anh xuyến sao. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen với chút chuyện cho. Nhà cô bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chi nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nè nha em thiệt là khó, em quen anh em sẽ bị đòn. Hẹn anh mai lớn lên đi, em sẽ cho anh trái tim này. Rồi. Bây giờ mình bấm nút hay không bấm nút quyết định đi. Trước khi bấm nút lên câu dòng khổ kia cho bấm ém ơi gì đó. Rồi dạ em lên luôn. Lên luôn. Lên luôn. 2, 3. Hỡi cô em gái nhỏ ngây thơ dưới tà áo trắng phất phơ bay trong gió. Vì sao em đứng ngẩn ngơ bên khung cửa sổ nhìn sát phượng rơi nhộm đỏ sân trường. 3, 2 và 1. Hết thời gian. Đó nó phải hấp dẫn vậy đó. Hay quá. Được rồi nha. Hai người thấy cũng dễ thương. Dễ thương lắm á, đừng ăn hiếp nha. Tôi thấy xác suất là đây ăn hiếp này hơi nhiều rồi đó. Nắm tay nhau rồi. Thấy sao em? Dạ, bàn tay bạn rất là ấm. Ấm rất là mềm mại. Thấy nó phiêu phiêu. Những chiếc vé xem phim, chúc hai bạn sẽ có những buổi xem phim thật tuyệt vời ha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn chương trình, em cảm ơn anh chị. Rồi, dắt bạn gái đi xem phim đi cưng. Dạ, cảm ơn anh. Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có răng tỉnh nó khó khó. Cặp này bảo đảm là có duyên nè. Rất là vui, cặp đôi này rất là dễ thương. Cái khởi đầu của Cát Tường và Quyền Linh ngày hôm nay đã rất là thành công. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay xem có mang lại những cái cảm xúc giống như vậy hay không. Hả Mang? Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Quế Phương, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Phan Thiết các chị. Và bây giờ mời bạn nam của chúng ta. Chào bạn. Dạ, chào anh Linh. Mời bạn ngồi. Dạ, chào anh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn nữ bên kia. Chào, em tên là Dương Phúc Trường, năm nay em 31 tuổi. Em là kỹ sư ô tô. Lắp ráp ô tô hả? Không, em tư vấn về kỹ thuật thôi. À, quê ở đâu? Em ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ nhỏ tới lớn luôn? Năm đời ạ. Năm đời rồi. Đời là đời thứ năm rồi. Còn em có thể giới thiệu rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Hiện tại là em đang dạy cho trường cao đẳng giao thông vận tải. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Cái môi trường của em á, cái thường á, mấy bạn nam á, thì đa số là có bạn gái. Còn lớn hơn nữa thì họ có gia đình hết rồi. Sao em biết tới chương trình này? Dạ, hồi có một chị ở chung với em, chị xem. Rồi chị có tham gia, chị rủ em tham gia. Vậy á hả? Rồi chị với người yêu rồi chị sao rồi? Dạ, hồi đó chị với anh đó cũng có bấm nút mà giờ hình như cũng... Cũng bỏ nút rồi hả? Cái đó thì em không có hỏi. Mình không có hỏi à? Hy vọng còn nút. Mình dạy trong trường là mình dạy môn gì? Dạ, em dạy hóa đại cương. Hóa? Dạ. Hóa khô khan lắm, nhìn thấy em
Nhìn em vậy chứ. Mượt mà nhưng mà vậy hả? Em biết nhiều món của con trai biết lắm á chị. Vậy ví dụ món gì của con trai em, biết? Em biết đá banh nè. Hồi xưa em cũng đá banh cho trường em. Ồ. Còn nhược điểm của em thì hay quên, với lại mỗi lần mà em giận ai rồi là cái mặt em một đống ra. Giận lên mặt một đống. Lúc đó mình không kiểm soát được thì tự nhiên mình sụ mặt ra đó cũng là... Là mặt cũng một đống luôn. Dạ nửa đống. Nửa đống hả? Mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, mỗi người lý tưởng của em thì giống như sư phụ em vậy. Sư phụ em ra là sao? Dạ, thầy em thì siêng năng trong công việc, tính tình rất là hiền, có lòng thương người. Em có cái điểm nào không thích ở một người đàn ông không? Dạ, em không thích con trai hút thuốc. Nhìn nó cực kỳ sao, đang không, ngồi không? Đông người mà tự nhiên dạ, hút thuốc rất là sự lắm. Trời đất ơi. Với lại ra đường thì phải sạch sẽ anh tí. Ủa mấy người hút thuốc là dơ lắm hả? Nói chuyện với nhau vậy cầm đứa hút hút và thà cái khói vô mặt đúng mình đúng rồi không? Có người người ta không chịu được nên nhìn hơi kỳ, nếu mà có thì hạn chế bớt, nghiền quá thì có thể ra ngoài hút. Nói chung cái khoảng đó chị Tường không phải lo, em không có hút thuốc. Ờ vậy đi rồi. Nãy giờ nói sớm. Yêu cầu bằng nữ vậy, còn yêu cầu của em sao? Cao 1m6 trở lên, tóc dài đen. Tóc dài trắng không được đúng không? Có răng đều cười đẹp, với lại đừng có răng khểnh. Răng khểnh là đẹp chứ gì? Gì? Dạ. Không mà... có răng khểnh hả? Dạ. Ủa làm sao cái vụ này mới là ngộ? Ok, thích răng đều tôi đồng ý chấp nhận. Răng trắng tôi chấp nhận. Dạ trời chị. Nhưng không thích răng khểnh là sao? Em nghĩ cái cảm giác mà hôn một người có răng khểnh nó khó khó sao? Cái gì vậy trời? Anh đi xa quá. Hung vô nó cấn cấn cái răng á hả? Dạ chắc vậy đó. Em chưa hung người răng khểnh không biết. Chưa hung còn tưởng tượng chi mà nó khó. Sao biết nó khó? Dạ thì cái nào mình đề phòng được cứ đề phòng chị. Có một cái răng làm gì mà khó. Khểnh một hai cái đẹp. Cái đó bỏ, tôi không thích cái câu đó đâu. Nhưng mà cái đó cái gu của em rồi chị. Nhìn rồi. Chuẩn bị những gì để đám cưới rồi? Nếu mà đám cưới thì vợ sẽ về ở chung với gia đình em. Nói làm dâu thì cũng không phải làm dâu đâu, mẹ em cũng dễ chịu lắm. Rồi để chị hỏi coi bạn gái có chịu làm dâu không nha. Dạ. Răng trắng quá ha, hèn chi. Bởi vậy sao kỹ lưỡng quá, vụ răng cỏ. Răng trắng tại mặt ông đen rồi nó cắn. Thích làm dâu không? Dạ đẹp. Dạ hết. Em thích gia đình nhiều thế hệ. Là sao? Có nghĩa là có ông bà, cha mẹ với con cháu. Là sao thích? Gia đình như vậy thì đông vui hơn. Ví dụ hai vợ chồng đi làm về mà có đứa con hả? Ba người nhìn nhau hoài không có gì để nói, nhưng có thêm người sẽ vui hơn. Mà ở chung em có sợ, ví dụ sáng đi làm mà trưng diện ra vậy là mẹ chồng cũng cho, biểu đi vô thay đồ, ví dụ vậy. Cái đó là phải tự biết dung hòa giữa mẹ chồng và đàn dâu chị. Nhiều khi công việc thì cũng phải giải thích cho mẹ hiểu. Coi như là chấp nhận ha, không dạ. Có điều gì ngại ngùng hết ha. Dạ. Được rồi, chịu làm dâu. Bỏ qua cái vụ răng khểnh người ta nha. Đây ta khểnh hai cái hai bên đó. Thiệt không chị? Thiệt, hôm nay em đi có ai đi ủng hộ mình? Dạ có, em họ em, bạn em với lại học trò em. Đâu? Dạ, nguyên 5, một nhóm 5, mình đâu? 5 người. Rồi, họ răng khểnh. Trời ơi, trúng ngay cô người răng khểnh luôn vậy đó hả? Em thấy răng khểnh duyên mà. Em họ là một răng khểnh mà bên đây chị là hai răng khểnh luôn đó nha bạn. Thấy anh này được không? Về ngoại hình, sự nghiệp, tính cách thì cũng được. Học trò sao học trò? Theo cầu cô Phương thì giống thầy, mà thấy anh này cũng giống cỡ 80% thì giống thầy. Nhưng mà bây giờ ảnh chê cô của em là có cái răng khểnh anh không có chịu, khó hung vậy, ý em sao? Nếu ảnh thích thì anh mới chấp nhận thôi. Sự nhưng mà tất cả những cái khác mà đều được hết. Cái gì? Dạ thì những cái năm trong tiêu chí của em. Tiêu chí em cái gì được? Dạ tính cách hoạt bát, tinh tế, biết cách ứng xử một tí, đừng có bốc đồng. Thì nếu mà những cái đó mà bù trừ lại được cái răng khểnh thì em cũng cố gắng kiếm tiền để cho vợ em điều chỉnh cái răng lại. Nhổ răng nhất định là phải nhổ răng hả? Nhất định là phải nhổ cái răng khểnh hả? Hả? Dạ thì điều chỉnh. Tôi tưởng nó không điều chỉnh cách hung chứ. Điều chỉnh không được thì mình mới chấp nhận. Còn nếu mà điều chỉnh được thì... Thôi tôi bó tay không? Bó tay là vẫn nhổ cái răng đó. Đúng rồi. Tóm lại là phải nhổ cái răng. Hôm nay bạn có đi với ai không? Dạ em có đi với em trai của em. Tức quá tôi chưa có chịu bỏ cái vụ cái răng này đâu. Anh Quyền Linh chào chị Cát Tường. Em nghĩ sao cái vụ cái răng của ảnh? Nói chung bạn gái bên đây thì không có răng khểnh. Thì nếu như mà em cho Lưu Diệt Phi lấy cái mốc 10 á thì cái bạn gái này cũng được 8 điểm. Vậy là ổn rồi đó. Không có răng khểnh mà. Bực coi gì gần bằng Lưu Diệt Phi luôn là dữ luôn rồi. Rồi qua coi rồi đúng không nha. Dạ anh xác nhận giùm em. Trời đất ơi, sao đẹp dữ vậy. Răng khểnh cũng đều chứ nói sao cũng có răng khểnh. Không lẽ anh chịu em ở chỗ nè. Làm dâu, em thích trong gia đình có nhiều thế hệ. Cái đó là số 1. Bây giờ phụ nữ nhiều khi người ta Hiếm ngại, ngại lắm. Ta muốn vô nhà ở riêng không có. Nhưng mà em thích cái ba thế hệ đó anh. Ok, rất ok.
đều có ba cái răng khểnh, nói đẹp đẹp lắm, khểnh đều hả anh? Khểnh ba cái rồi. Sao tính sao mở màn mới thôi nha. Anh thấy nhỏ được không anh? Nhỏ không phải hỏi bác sĩ. Như bắt buộc phải nhổ bây giờ thương quá rồi. Đẹp, không phải nói đẹp lắm. Dạ vậy để em bấm nút và em rủ bạn ấy đi gặp bác sĩ. Trời ơi. Cuối cùng cũng bác sĩ á. Rồi thôi mở màn lên đi để cho anh thấy cục cổ cổ đi. Coi nhổ khách nào nha. Coi nhổ khách nào đây. Thiệt tình luôn. Kéo màn. Ba nói là non xong dễ đổi mà bản chất khó dời là vậy mà. Nhất định là không có chịu răng khểnh đúng không? Rồi quay gặp không, đi. Người kiên định vậy tốt. Giữ nguyên lập trường. Chào bạn. Mừng quá. Được không? Rồi, thở phào nhẹ nhõm. Đỡ tung tiền nhổ răng. Em thấy anh sao? Dạ thì nhìn anh cũng hiền với lại suy nghĩ chín chắn hơn em nhiều. Khi mà quen nhau á. Dạ. Em có ý tưởng là sẽ kiểm soát người yêu của mình không? Dạ không. Những cái hơi riêng tư tế nhị như là cái bóp hoặc là cái điện thoại em có thích xem hoặc là dạ thích không. Cho không cái bóp phải xem à em. Xem gì à? Xem tiền nhiêu mà thiếu bỏ vô. Nhà em trong. Dạ em còn hai đứa em gái em hay lấy chồng rồi, chỉ có em trai ở với ba mẹ thôi. Còn em ở đây thì em ở mình. Ở phòng riêng một mình có ở chung với bạn đồng nghiệp hay là? Dạ không, cái phòng có một mình em hả? À. Dạ. Hỏi phòng gì vậy? Hỏi gì khác dạ. Đi. Vô cái hỏi phòng ở với ai à? Không có, tại vì em nghe bạn đó nói ở một mình chắc là cô đơn, mai mốt em có giúp được gì bạn đó đỡ cô đơn thì dạ tâm sự. Dạ tâm sự, nhiều khi là biết ở nhà một mình buồn. Vậy ở chung hả? Dạ không, gọi điện, nhắn tin, nói chuyện những không lúc. Không có vô ở chung được nha. Dạ không. Chừng nào mà đám cưới hỏi tôi mới cho ở chung à. Chưa chắc gì bà chủ cho vô ở chung. Bà cho thì không vô nữa, nhớ nha. Anh có khó tính không ạ? Một số người nói là anh hơi khó tính. Em có sợ không? Dạ không. Thấy là gia trưởng và quyết đoán là bảo thủ lắm đó, hỏi kỹ nha. Cảm nhận bạn gái thế nào? Thôi để anh là con trai, anh chủ động ha. Dạ. Này bạn cùng chơi, một lần ta biết nhau, ngàn lần ta có duyên, ngại ngùng chi hỡi em. Yeah, yeah. Mình cùng nhau bấm chuông. Yeah, yeah. Rồi, cảm ơn bạn, bài hát rất là hay. Rồi đặt tay ra sau nút bấm đi bạn. Bấm kia dễ thương, bên đây cũng đẹp trai ha, giống Ấn Độ ha. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng đôi trai tài gái sắc nha. Đừng có đi cưa răng người ta nha. Nắm tay nhau. Nắm đi.